Hello, xin chào tất cả mọi người. Và tuần này Ryan sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ môn để tập luyện cho phần cơ trung tâm của mình. Đó chính là bộ môn Let's Meal Core. Let's Meal Core là tập luyện hoàn toàn cho phần cơ trung tâm trong vòng 30 phút với những dụng cụ đặc biệt dành riêng cho bộ môn này. Đầu tiên chúng ta có đó chính là thảm để sử dụng cho những bài tập kết hợp với những động tác gập bụng. Bên cạnh đó chúng ta sẽ thử thách cùng với mức tạ của mình. Và một dụng cụ không thể thiếu trong lớp Let's Meal Core đó chính là dây kháng lực. Và để biết được những dụng cụ này hoạt động như thế nào, tham gia lớp cùng với Ryan nhé. Hello, Orange. 4, 2, 1, 2, 3. Cơ thể bắt cùng với Orange. Good job.